Vì một lý do nào đó, Saigon Heat bước vào trận đấu này mà không có Christian Dujan trong đội hình chính. Trong suốt cả hiệp 1, hậu vệ này chỉ ngồi trên băng ghế dự bị. Sự thay thế mang tên Hoàng Tú không thể hiện được bản thân, ném trượt toàn bộ cả 3 cú ném xa trong 13 phút thi đấu. Trước tình cảnh ấy, huấn luyện viên Kevin Jurkes buộc phải đưa Tristan Dujan vào sân kể từ đầu hiệp 2. Dujan dường như có vấn đề về mặt thể lực, không còn những pha bóng giàu sức mạnh. Anh vẫn để lại dấu ấn với 6 kiến tạo, nhưng không ghi điểm nào sau 11 tình huống field goal. Ghi điểm duy nhất từ ném phạt. Tuy có lợi thế về con người, nhưng thằng Long Warriors không thể bứt phá ở khoảng thời gian đầu trận. Hai bên thi đấu giằng co, ăn miếng trả miếng trong hai hiệp đầu tiên. Không có lần nào cách biệt vượt quá con số 6. Trương Hoàng Trung để lại ấn tượng khi giúp lối đánh của Warriors trở nên mượt mà hơn. Bắt đầu từ hiệp 3, thằng Long Warriors bắt đầu bứt phá. Không cần tới những cú ném xa, họ tập trung vào những cú dứt điểm tầm trung hoặc cận rổ. Đặng Thế Hưng, Hoàng Thế Hiện được tận dụng thế mạnh để giúp đội nhà tạo ra cách biệt hai con số. Ở phía bên kia chiến tuyến, những cú dứt điểm đi rất thiếu chính xác. Họ chỉ thành công 4 trong 24 cú dứt điểm từ xa. Võ Kim Bảng làm tốt nhất với 3 cú ném 3 điểm vào rổ, nhưng cũng bỏ lỡ tới 7 lần. Càng về cuối trận, Thăng Long Warriors càng thi đấu chắc chắn, trong khi đội chủ nhà ngày càng bế tắc. Trận đấu khép lại với chiến thắng 79-62 nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Vrabrak Lukic. Warriors đánh bại Heat ở cả hai lượt trận mùa này và có lợi thế lớn trên bảng xếp hạng. Robert Crawford tiếp tục giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất khi ghi 29 điểm, 7 rebound, 3 kiến tạo. Đặng Thái Hưng ghi 17 điểm, Hoàng Thế Hiện góp 13 điểm. Ở phía bên kia chiến tuyến, Võ Kim Bảng ghi 17 điểm, Joshua Keys ghi 12 điểm, Dương Minh An và Nguyễn Huỳnh Phú Vinh có 10 điểm.